Thưa quý vị, Thanh Tâm hiện đang có mặt tại thủ đô Ottawa để tham dự lễ hội Hoa Tulip. Lễ hội này được tổ chức hàng năm và kéo dài khoảng 2 tuần lễ. Và trong năm nay thì lễ hội Hoa Tulip được bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 và chấm dứt vào ngày 22 tháng 5. Và bây giờ là một số hình ảnh của những đóa hoa tulip ở tại Commissioner Park. Thanh Tâm mời quý vị hãy theo dõi. Lễ hội Hoa Tulip lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1953 nhờ sáng kiến của nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới Malak Kosh. Là một trong những sáng lập viên của lễ hội, bằng những kỹ xảo tuyệt vời, Malak đã khiến cho hoa tulip trở nên bất tử trong lòng của những ai đã từng chiêm ngưỡng bộ sưu tập ảnh hoa tulip qua ống kính của mình. Trong xuyên suốt cuộc hành trình bảo tồn di sản của quân đội Canada với vai trò giúp giải phóng đất nước Hoa Lan thời kỳ Thế chiến thứ hai, ngoài việc trở thành một biểu tượng quan trọng mang tính hữu nghị giữa hai đất nước Canada và Hoa Lan, lễ hội Hoa Tulip Ottawa đã phát triển để trở thành lễ hội tulip lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, lễ hội này đã thu hút trên 600.000 du khách đến tham quan. Năm 1945, Hoàng gia Hà Lan đã gửi tặng 100.000 củ tulip đến thủ đô Ottawa để tỏ lòng tri ân Canada đã cung cấp một bến đỗ an toàn cho hoàng tộc của họ. Sau khi công chúa Margaret ra đời tại Ottawa vào năm 1943, thì tình hữu nghị giữa hai quốc gia càng khăng khít. Nữ hoàng Juliana đã tặng thêm 20.500 lụ tulip và hứa sẽ gửi thêm 10.000 lụ mỗi năm. Tính đến nay, người dân Ottawa rất tự hào vì có đến 1 triệu đóa tulip lung linh khoe sắc với hơn 60 loại khác nhau được trồng và chịu trách nhiệm thiết kế bởi National Capital Commission. Thưa quý vị, Thanh Tâm hiện đang có mặt trước một bảng thông tin về nhiếp ảnh gia nổi tiếng Malak Kosh. Ông là người đã sáng lập ra cái lễ hội Hoa Tulip. Vì cái lòng đam mê nghệ thuật cũng như là yêu chuộng những cái nét đẹp thiên nhiên thì ông đã có một bộ sưu tập ảnh về hoa tulip, và những ai đã từng xem qua bộ ảnh của ông thì chắc chắn là những đóa hoa này đã trở nên bất tử trong lòng của những người đó. Và vào năm 1951 thì ông đã nộp đơn đề nghị là phải có tổ chức một cái lễ hội hoa tulip ở tại thủ đô Ottawa. Và từ đó đến nay thì lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1953. Và từ đó đến nay thì lễ hội này đã thu hút rất là nhiều người đến thủ đô Ottawa để mà chiêm ngưỡng những loài hoa rất là đẹp này từ đất nước Hoa Lan. Hàng năm có đến hơn 600.000 lượt du khách đến đây trong suốt 2 tuần lễ hội hoa tulip. Thưa quý vị, năm 1945 thì Hoàng gia Hà Lan đã gửi tặng 100.000 củ hoa tulip đến thủ đô Ottawa để tỏ lòng tri ân là Canada đã cung cấp một bến đỗ an toàn cho hoàng tộc của họ. Và sau khi công chúa Margaret ra đời thì tại Ottawa vào năm 1943, tình hữu nghị giữa hai quốc gia càng khăng khít hơn nữa. Và hàng năm thì nữ hoàng hứa là sẽ tặng thêm 20.000 củ tulip. Và đến năm nay thì thủ đô Ottawa hiện nay đã có hơn 1 triệu đóa hoa tulip lung linh nở trong suốt 2 tuần lễ. Và có hơn 60 loại hoa tulip khác nhau đã được trồng ở đây. Thanh Tâm đang đứng như một rừng hoa tulip bé bé xinh xinh rất là đáng yêu. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái thảm hoa đầy màu sắc như là màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím và còn có những cái màu xanh nữa. Những đóa hoa tulip lung linh đầy màu sắc này được du nhập từ gốc hoa tulip Hoa Lan. Tuy nhiên nguồn gốc thực sự của nó là bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và hoa tulip là tượng trưng cho vẻ đẹp, sang trọng và quý phái. Lễ hội hoa tulip là một lễ hội dành cho những gia đình có con nhỏ đi qua đây để mà dạo quanh công viên và đi du ngoạn ở đây. Chúng ta thấy là ở đây có những cái quầy kem, quầy bán nước chanh cũng như là quầy bán kẹo bông gòn và còn có rất là nhiều những cái khu vui chơi khác. Thưa quý vị, lễ hội Hoa Tulip là một lễ hội có tinh thần bảo tồn di sản văn hóa cũng như là duy trì tình hữu nghị giữa hai nước Canada và Hoa Lan. Trong suốt hơn 60 năm qua thì lễ hội này được xem như là nghi thức chào đón nàng xuân trở lại sau một mùa đông dài lạnh giá, được ưa chuộng và rất là được mong đợi nhiều nhất. Thanh Tâm, tường trình từ thủ đô Ottawa.